Chào bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề về lòng tốt của một đức tính tốt. Tại sao lòng tốt được gọi là một đức tính tốt? Tử tế là cảm giác với một người có trái tim mềm yếu hoặc tốt bụng đối với người khác vì đã giúp đỡ họ. Nó được gọi là đức hạnh vì đức hạnh có nghĩa là có hành vi chuẩn mực đạo đức. Và lòng tốt hay phẩm chất bên trong một con người đạo đức. Lòng tốt có còn là một đức tính đáng quý không? Tôi tin rằng lòng tốt là một trong những đức tính quan trọng nhất vì nó là cơ sở quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một đạo đức mạnh mẽ cần phải có. Lòng tốt có thể là nở một nụ cười đơn giản hoặc giúp đỡ ai đó qua đường. Chúng ta có thể sử dụng đức tính này trong mọi tình huống. Lòng tốt là đạo đức hay giá trị? Tử tế là một đức tính đạo đức, thể hiện trong các tình huống đòi hỏi một phản ứng đạo đức, thường là những tình huống mà cá nhân cảm thấy thương xót hoặc đồng cảm với người khác. Lòng tốt là một giá trị hay một đức tính? Từ điển định nghĩa lòng tốt là đức tính thể hiện tình yêu thương và những phẩm chất của người có bản chất thông cảm, trìu mến, ấm áp và chu đáo. Bất kỳ đức tính nào cũng có thể được coi là sức mạnh để hoàn thành điều tốt, thường là khi đối mặt với những trở ngại và phải trả giá bằng hy sinh. Tại sao lòng tốt lại có giá trị quan trọng? Tại sao lòng tốt lại quan trọng? Khi chúng ta thực hành lòng tốt đối với người khác hoặc đối với chính mình, chúng ta có thể trải nghiệm những thay đổi tích cực về tinh thần và thể chất thông qua việc giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sản xuất của cơ thể các hormone mang lại cảm giác tốt như dopamine, oxytocin và serotonin. Lòng tốt là một sức mạnh như thế nào? Kết quả nghiên cứu về lợi ích của sức mạnh lòng tốt cho thấy những người cống hiến cho người khác, theo cách nhỏ và theo cách lớn, có xu hướng hạnh phúc hơn. Những người tử tế thường dễ mến người khác, điều này có thể mang lại cơ hội phát triển các mối quan hệ và tình yêu có ý nghĩa. Tại sao tử tế lại quan trọng? Hành động tử tế có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn. Một hành động tử tế có thể thúc đẩy cảm giác tự tin, khả năng kiểm soát, hạnh phúc và lạc quan. Họ cũng có thể khuyến khích người khác lặp lại những việc làm tốt mà bản thân đã trải qua, đóng góp cho một cộng đồng tích cực hơn. Tử tế có phải là một nhân cách? Khi lòng tốt được sử dụng để mô tả một đặc điểm tính cách, nó dùng để chỉ những người nói chung là ấm áp, dễ chịu, thân thiện và luôn nhường nhịn người khác. Nhiều tôn giáo và triết học xác nhận lòng tốt là một thực hành quan trọng. Tôn trọng có phải là một đức tính tốt không?
Tôn trọng là một đức tính, một thói quen là trung tâm của hạnh phúc con người. Ý nghĩa cốt lõi của từ tôn trọng là dành cho một thứ gì đó hoặc một người nào đó sự quan tâm và xem xét cụ thể. Tôn trọng ai đó có nghĩa là bạn nhận ra rằng người đó quan trọng và xứng đáng được đối xử tốt. Dũng cảm có phải là một đức tính tốt không? Dũng cảm là một đức tính tốt khi chúng ta chọn làm điều tốt, đặc biệt là khi điều đó khó khăn nhất. Lòng dũng cảm hầu hết đòi hỏi sự tôn trọng của chúng ta khi nó phải gánh chịu rủi ro mà không có động cơ ích kỷ. Lòng dũng cảm là sức mạnh đạo đức khi đối mặt với nguy hiểm. Làm thế nào lòng tốt có thể thay đổi thế giới? Lòng tốt đã được chứng minh là làm tăng hạnh phúc, giảm căng thẳng và cải thiện cảm xúc. Đồng thời, lan tỏa lòng tốt cho chúng ta cơ hội kết nối với những người khác, xây dựng ý thức cộng đồng và đoàn kết mạnh mẽ hơn với bạn bè, gia đình, hàng xóm và cả những người xa lạ. Làm một việc tử tế mỗi ngày. Hãy dành thời gian để lắng nghe ai đó một cách chăm chú hơn là độc chiếm cuộc trò chuyện. Mang xe hàng tạp hóa của bạn trở lại cửa hàng sau khi bạn hoàn tất. Nướng bánh quy hoặc một chiếc bánh cho ai đó. Hãy tha thứ cho người đã từng làm sai bạn trong quá khứ. Cảm ơn đã ghé thăm và có một ngày tuyệt vời.